Xin chào mọi người, hôm nay thì kho của tôi đã về được một tải 5.000 hàng hóa kem body mềm nước hoa mẫu mới năm 2020 mọi người nha. Thì hôm nay chính thức là một tải từ công ty giao xuống thẳng nhà cho tôi luôn. Và ở đây đang là hơn 40 thùng 5.000 body mềm nước hoa nha mọi người. Đây là hàng mẫu mới nhất của năm 2020. Thì nó sẽ bao gồm là 3 con tem. Một con tem là hình tròn của Phương Anh nè, một con tem là màu xanh có logo mã kèo, con tem này là bộ của bộ công an, mình có thể sử dụng phần mềm iCheck để mình kiểm tra ha. Cho anh sẽ cho mọi người coi cái chất kem body mềm càng ngày càng cải tiến và thoa càng ngày càng lên tông, chất kem rất là mút mịn và 2 năm nay vẫn hot trên thị trường nha. Cái bộ body mềm mẫu mới này cho mọi người coi cái chất kem mới nhất và chất kem chính hãng để mọi người không bị mua nhầm hàng giả hay gì nha. Tại vì cái mẫu body mềm này nó hot 2 năm nay trên thị trường rồi, cho nên hàng giả rất là nhiều luôn. Nên các bạn muốn mua hàng chính hãng thì hãy inbox trực tiếp cho tôi ăn nha. Hộp kem nào nó cũng có đầy đủ tem hết và ở đây rất là nhiều hàng luôn ha. Hiện tại body mềm chính hãng này mọi người, 3 con tem, một tem hình Phương Anh, một tem mã QR iCheck và một con tem bể ở trong cái hũ kem ha. Cho nên sẽ mở cho mọi người coi. Đây là cái ở dưới cái hũ kem của mình, nó sẽ có in logo ngày tháng sản xuất, lô đát hotline ha. Đó. Chất kem body mềm 2020 nha mọi người, rất là mướt mịn, thoa đến đâu là sẽ thấm đến đó. Và chất kem chính hãng nha mọi người, nói không với lợn cợn. Và cái quy trình sản xuất của nó là quy trình đạt chuẩn khép kín, cho nên kem rất là đảm bảo vệ sinh và sạch sẽ nha mọi người nha. Không có bất kỳ một cái vơm bợn kem hoặc là một cái hạt kem nào hết. Nó rất là mịn như thế này. Body mềm chính hãng thì mọi người hãy liên hệ trực tiếp cho anh để mua hàng và được nhận hàng chính hãng nha mọi người nha. Không có sợ hàng giả hoặc là hàng trôi nổi gì hết. Đây là chính hãng của công ty và công ty giao xuống cho anh nha. Muốn mua hàng thì hãy inbox trực tiếp cho Facebook Phạm Châu Anh hoặc liên hệ qua số điện thoại 0983450079 nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cho anh sẽ test trực tiếp cái chất kem body mềm lên tay cho mọi người coi nha. Chỉ cần một lần thoa, lượng kem rất là ít luôn và siêu tiết kiệm. Mình massage nhẹ nhàng là những cái hạt kem nó đã thẩm thấu hết vào trong lỗ chân lông của mình, dưỡng trắng, nâng tông mượt mà làn da của mình nha. Thoa một lớp mỏng thôi và kem có độ make up nên là nó sẽ lên tông da thật, không có bị ảo và không lộ vân kem nha.